Vâng, xin chào anh Quang Việt, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay ở Hà Nội trời mưa rả rích cả ngày, nhưng thật may làm sao, lúc này thì trời lại có dấu hiệu đã ngừng mưa rồi. Và lúc này thì ở sân vận động Mỹ Đình đang có một bầu không khí thật tuyệt vời. Thưa quý vị khán giả, hàng nghìn người hâm mộ đã đội mưa đến với sân vận động Mỹ Đình để có thể cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Lúc này những hàng nghìn người khán giả ở trên các khán đài C và D đang kiên nhẫn đội mưa suốt hàng tiếng đồng hồ rồi, và những tấm áo trắng cũng như là những chiếc áo cờ đỏ sao vàng của các cổ động viên thì cũng đã bắt đầu lấp dần phủ kín khán đài A và B. Có thể nói lúc này tất cả những người yêu bóng đá đã đổ dồn về Mỹ Đình để có thể cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và kể cả cho trời có mưa thêm nữa trong những phút tới thì chắc chắn rằng tất cả những cổ động viên đang có mặt tại sân vận động Mỹ Đình và sẽ có mặt tại sân vận động Mỹ Đình trong ít phút tới sẽ tiếp tục cổ vũ là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất cả mọi người đều mong muốn đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta có một trận đấu, một chiến thắng để có thể giữ tấm huy chương vàng của SEA Games 31 ở lại với Việt Nam, ở lại với Mỹ Đình, ở lại với Hà Nội. Và tất cả mọi người đều mong chờ chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và bây giờ xin được trở lại với trường quay.